Giới thiệu với lại tất cả các anh em, đây là góc thư giãn, gọi là ngồi câu cá này. Đây, chỗ ngồi câu cá của nhà tôi cho anh em xem. Đây là ghế ngồi này, đây là ao này, thư giãn. Đẹp. Còn đây là gọi là như kiểu là khu sinh thái. Mát chưa anh em? Đúng là buổi sáng. Wow, bắt đầu mùa thu. Anh em xem nhé. Đây cái dền cơm này anh em. Cái này ăn rất là ngon. Kia. Ao là mình. Câu cá. Đằng xa xa kia mới xây kia là cái chuồng gà của mình ấy. Gà trọi. Đây là góc thư giãn này. Em thấy cây hoa giấy đẹp không? Đây là góc thư giãn này. Đó, có chỗ ngồi câu này. Rất là mát luôn anh em ạ. Anh nhìn này. Cho anh em xem này. Rất là mát luôn. Đó anh em nhìn thấy không? Chỗ này là chỗ vừa vần gà mà vừa câu cá của mình đây. Đây là chỗ vừa vần gà vừa câu cá nhá. Chỗ cá mình đây. Còn đây là hai em chó mới bắt về. Qua nhà. Nha, chào tất cả các anh em nha.